Hôm nay là 22 tháng 10 thì với cái linh sam 86 hàng vừa về, cây nó khoảng từ 60 tới 1 mét. Thì tình hình do dịch bệnh á, bên em đối với những cái hàng cây cảnh á, bên em tạm ngưng luôn. Thì giá của mỗi một nhánh là 8.000 một nhánh, giá tại vườn ha. Còn phí thường thường đi á, là 50 cây thì phí 2.000 cây, là giá bao ship. Ví dụ như anh chị mình mua 50 cây thì giá là 10.000 là bao ship. Còn anh chị mình mua dưới 50 cây thì em ship đi thì em không có không không bao ship, thì nhà vườn sẽ có khi bán lẻ. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh nó thông báo chung đối với những mặt hàng cây cảnh thì bên em tạm ngưng. Đây đây cắt ra nè, khi mà bên em linh sam siêu bông nè, rồi 86 đều cắt ra còn khoảng 40 cm. Cây thì nó cũng đạt ha, cũng có cây to cây nhỏ nha, nhánh là. Nhưng nhà vườn lúc này thì nó không không có đi giao được, cho nên là bên em tạm ngưng. Đây cái thước anh em kéo ra 1 mét nè, 90 là ngay chỗ này, 90 là ngay chỗ này nè, 1 mét là dưới đây. Cái thước dài nè, anh em thấy không, nhánh nhánh nó cầm dùm con, mấy cái nhánh nó cầm luôn, nó dài rất là dài luôn. Nhánh linh sam 86 rồi siêu bông rất là đạt, siêu bông cắt hết ha, mốt siêu bông cái ha. Rồi đó, đâu rồi, cầm lên cái con chụp tấm hình cái đó, thấy không? Quá đẹp. Rồi thì nhà vườn cũng tiếp tục vô bầu số lượng rất là lớn các loại linh sam luôn. Thì mình xin báo giá tại vườn nha, 86 và siêu bông là giá 8.000 một cành. Tán phất hồng, tán hai màu thì bây giờ còn loại bầu là giá 20.000, là giá bao ship. Giá bao ship là giá 20.000. Loại bầu khoảng 3 4 tháng trở lên. Còn loại cành thì tán phất hồng với tán hai màu, thường thường tán phất hồng, tán hai màu thì mình bán 12.000 cành. Giá cành nha anh chị mình ha. Đó giá bao ship đơn hàng 50 cây. Còn dưới đó thì bên em sẽ bớt tại nhà thì bớt 2.000 cành. Tán phát hồng thì nó nhít hơn tán hai màu. Thì nội vụ như vậy. Thì anh chị mình mua cây giống thì để ý sau khi hết dịch, bưu điện đồ, những cái dịch vụ mà nó nhận hàng thì bên em ship lại. Còn những dụng cụ quay chậu hay là gì đó thì bên em nhận hàng bình thường, tại cái đồ không hư. Còn cây giống thì bên em tạm ngưng ha. Hôm nay là 22 tháng 10 thì mình xin thông báo quý anh chị mình được biết. Tình hình cây thì nó cũng về liên tục, bãi đồ nó cũng chật. Nhưng mà do bên mình không có nhận hàng nữa, không có ship được, anh chị mình thông cảm. Nhánh rất là đẹp luôn. Đây. Siêu bông nè. Cái lô lô này siêu bông. Con số khách hàng hỏi là tại sao mà phải cắt gọn như thế này, đây còn khoảng 40 hai gang. Thì vấn đề là do vô nó không có rung lắc và nó dễ sống ha, dễ sống, nó rung lắc nó dễ sống. Còn làm bonsai thì số anh chị mình mua 86 hay siêu bông gì đó, người ta lấy khúc thôi, không có lấy nhiều, cho nên là anh chị mình lưu ý. Rất là dài luôn, cắt lại hết dài, có nhánh cả mét luôn, đo đúng mét luôn, lấy thước đo đúng mét luôn, đo thử nhánh rồi một nè, cái thước đo thử rồi không tới mét, nó chắc cú là phải tên nửa mét rồi. Nên đo như hai nhánh đó, đo đại nhánh 90 ghê không. Rồi thì nó tóm lại là phải hơn nửa mét ha.